Chúng ta hãy giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Hình như nhầm lẫn như thế nào đó mà cục điện từ của Lê Ki dính chặt vào ngực của Lê Phi rồi. Còn thay đó, đó dính chặt trên đó không tháo ra được. Mình đã nói với cậu đừng có chơi ở đây rồi mà. Mình biết rồi, cậu có tháo ra được không hả Roy? Phải, mình hy vọng là được. Nó không hề nhúc nhích luôn. Sao? Để mình coi thử xem. Chắc cấu trúc nam châm có vấn đề gì rồi. Thật sao? Cô Bell, còn e rằng chúng ta phải đưa cho Jin nhờ cậu ấy sửa lại. Cô hiểu mà. Lê Ki, chúng ta sẽ ngắt nguồn điện của con một lúc để sửa chữa nha. Dạ. Lê Ki, tụi mình ngắt nguồn điện rồi, cậu có thể kéo dây về. Ok. Cuối cùng cũng tự do. Cảm ơn đội cứu hộ. Có gì đâu. Cô Bell đừng lo, tụi con sẽ đem trả lại cho cô sớm. Tốt, cô cảm ơn các con. Tuy nhiên hôm nay ở cảng có rất nhiều hàng về tới nơi. Lê Ti, Lê Phi, không có Lê Ki các con có lo liệu được hay không đây? Đương nhiên, tụi con lo được. Cảm ơn các cậu nhiều. Jumbo, Bruno, chú cần hai đứa giúp. Dạ. Có chuyện gì vậy chú Bill đó? Chú cần tụi con tới cảng chở hàng hóa về đây. Dạ. Có những chiếc đinh nhỏ và bao cát đang chờ chúng ta ngoài đó. Chú muốn nhờ hai con mang về đây và đem để ở chỗ công trường có được không? Dạ. Dạ. Nếu như Đâm Mù tự đi một mình thì có được không vậy chú? Bộ con đang có việc bận sao? Chỉ là con không muốn lỡ mất trận đấu siêu bóng sắp bắt đầu thôi. Còn thêm một tiếng nữa mới bắt đầu mà. Một mình Đâm Mù không thể chở hết nhiều vậy nên chú cần con giúp cậu ấy. Nhưng dỡ hàng và vận chuyển trước giờ đều là công việc của Dumbo mà chú. Bruno, con không nghĩ là sẽ có một ngày con cũng cần người khác giúp lại con hay sao? Chắc chắn sẽ tới ngày đó nên con hôm nay cần phải giúp Dumbo. Đúng rồi, lần sau khi cậu cần mình sẽ giúp lại. Mình cần phải xem lại. Đừng có than vãn nữa, di chuyển nhanh lên. Dạ, con sẽ đi. Nhanh lên, chúng ta phải đi ngay. Mình nghĩ là mình đã biết nguyên nhân rồi. Chắc chắn là mạch bị lỗi. Đúng rồi, đúng là lỗi kết nối rồi. Cậu có sửa được không? Được, mình sẽ nối lại toàn bộ mạch bị hư. Nhưng mà họ dùng 500 điện để làm gì vậy? Không phải dùng 500 thường sao tiện và dùng được lâu hơn sao? 500 điện thật sự tiện lợi hơn nhiều đó. Nó chỉ hoạt động khi có điện thôi. Đúng vậy, nếu chúng ta ngắt điện như thế này thì mọi thứ sẽ rớt xuống. Wow, mạnh thật. Cậu không muốn dùng đến cho đâu phải. Làm ơn nhanh lên đi, lâu quá. Chậm chạp như vậy tụi mình sẽ bị trễ đó. Bình tĩnh Bruno, cậu không thấy hôm nay tụi mình thiếu người sao? Tại mình mà các cậu phải làm việc vất vả. Nếu cục 500 điện của mình không hư thì tốt rồi. Không sao đâu, mình chắc chắn một ngày nào đó tụi mình cũng cần giúp đỡ. Phải đó Lê Ki. Lê Ti nói ít thôi, làm đi. Đừng cần nhằn nữa, đây là lô cuối cùng nè. Ồ, mình nghĩ là đã chất quá nhiều lên Dumbo. Mình sẽ để phần còn lại này cho cậu. Hả? Cái gì? Làm sao mà mình vác nổi chứ? Lê Ti, bỏ lên đi, mình có thể chở được. Mình không chắc đâu, nếu chất thêm cậu sẽ khó lên dốc cao đó. Nếu Dumbo nói cậu ấy không sao thì là không sao rồi. Được thôi. Cảm ơn các cậu nhiều. Chúc may mắn. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Đi cẩn thận nha. Nhanh lên đi Bu ơi, chúng ta trễ rồi. Cậu ấy có ổn không nữa? Hy vọng. Mình về rồi. Chào Haley. Haley, cái gì vậy? Đây là cánh tay 500 bằng điện mới của mình. Chính làm cho mình đó. Để cho Haley bớt lại nhại đó. Mình thích hình dạng của nó. Nhìn đẹp lắm đúng không? Nhưng chức năng cũng hay lắm luôn. Các cậu nghỉ ngơi đi, để mình lo hết mọi chuyện cho. Được rồi. Tiếp theo, còn gì nữa không? Đừng lo, tụi mình sẽ tìm cho cậu. Cái này nữa. Ủa, sao không được vậy? Haley, cậu cũng biết là nam châm chỉ hít được những đồ vật bằng sắt thôi mà. Nó không thể nào hít giấy và gỗ được đâu. Mình tưởng nó tốt hơn nam châm bình thường chứ.
mình tưởng nó sẽ là một siêu 500. Mình chưa hề nói với cậu như vậy mà. Có cậu tự suy diễn ra thôi nha. Thôi mình nghĩ nên nghỉ ngơi một chút như cậu đề nghị đi. Mình cũng vậy, vì hồi nãy Hailey nói là cậu ấy sẽ lo hết. Khoan đã, mình không thể một mình làm hết được. Làm ơn giúp mình đi. Mình biết thế nào cậu cũng nói vậy hết. Ôi, nhanh lên đi Tambu, đi nhanh hơn nữa đi. Bruno, không đi chậm chút được, nặng quá. Mình tưởng là chúng ta đã chậm lắm rồi. Mình cần nghỉ ngơi một chút, qua khỏi đồi cho mình nghỉ đi. Còn không cậu chở phụ mình chút đi. Hả? Như vậy cậu sẽ làm mình trễ đó. Nhanh lên, mình không thể bỏ lỡ trận đấu được đâu. Vậy thôi, để mình chở. Mình nói là mình đang gấp lắm mà. Hả? Tambu. Trường hợp khẩn cấp. Mình vừa nhận được cuộc gọi. Tambu đang bị chôn dưới đống cỏ khô gần đồi mây. Đội cứu hộ hãy chuẩn bị di chuyển tới đó ngay. Được rồi. Cái cậu bên này nè. Tambu đang nằm ở trong đống cỏ này nè. Tambu, tụi mình đây. Cảm ơn các cậu. Bruno, tụi mình sẽ dời đống này ra, cho nên cậu đi chỗ an toàn đi. Được rồi, chúc may mắn. Trước tiên chúng ta phải dọn đống cỏ khô này. Bắt tay vào làm thôi. Được rồi. Cảm ơn các cậu. Mình nghĩ là đống cỏ này đã bảo vệ cho cậu không bị thương đó Tambu. Để mình giá lại bánh xe cho cậu sẽ không sao đâu. Cậu thật may mắn không có chuyện gì nữa đâu. Cảm ơn đội cứu hộ. Rất hân hạnh. Còn hàng hóa của các cậu thì sao? Hả? Hàng hóa của chú Builder. Mình không biết bắt đầu từ đâu đây nữa. Chú Builder sẽ rất giận dữ vì mình đã phá hỏng hàng hóa. Là lỗi của mình. Mình xin lỗi nha Tambu. Nếu như mình chịu giúp cậu thì bây giờ chúng ta đã xong việc, bình an vô sự quay về công trường và còn được coi trận đấu nữa. Các cậu có cách nào dọn cái đống này trở lại như ban đầu không? Có thể. Nhưng sẽ tốn thời gian. Chúng ta cần nghĩ ra cách nào đó. Để coi nào. Chúng ta cần phải tách mấy cái đinh này ra khỏi đống cát. Phải có một dụng cụ cho công việc này. Mình có rồi. Mình sẽ dùng cánh tay 500 điện của mình. Vì lúc nãy chúng ta đã nói 500 sẽ hết những vật bằng sắt. Phải, cánh tay 500 điện của cậu sẽ rất hữu dụng ngay lúc này. Cát sẽ không bị hít vào 500, nên sau khi lấy hết đinh ra thì chúng ta sẽ quét dọn cát và gói lại là xong xuôi thôi. Đúng. Ý kiến hay lắm đó. Vậy tụi mình sẽ ở đây chuẩn bị, còn cậu đi về lấy cánh tay của cậu nha. Đi đây. Cố lên đi. Cậu đừng lo lắng nữa. Giờ cậu hãy yên tâm quay về công trường. Cảm ơn cậu Amber. Thật sự cảm ơn các cậu. Mình về rồi. Mình đã mang cánh tay 500 tới. Hay lắm. Bây giờ chúng ta thu dọn đống lộn xộn này nha. Wow, nhìn xem kìa. Làm được rồi. Các cậu đóng lại đi.
Wow, hay quá đi. Hãy xem sự lợi hại của 500. Nhờ có cậu mà chúng ta sẽ dọn xong rất nhanh. Đồng ý, trong lúc Haley dọn đống đinh thì chúng ta sẽ quét dọn đống khác cho gọn gàng lại. Đúng vậy. Để mình lo múc mọi thứ lên là kỹ năng của mình. Dễ như ăn bánh. Cảm ơn Bruno. Không có chi, giúp đỡ khi cần thiết là vui rồi, phải không các cậu? Đúng rồi. Hình như hàng hóa đã được che chắn an toàn rồi. Cậu có chắc là không cần mình chở phụ không? Cậu chở nhiêu đó đủ rồi, cảm ơn nha. Và cảm ơn đội cứu hộ nữa. Đừng khách sáo. Tụi mình về nha. Được, cẩn thận nha. Nhớ là trên đường về nếu cậu thấy mệt thì nói cho mình biết nha. Chúng mình sẽ nghỉ ngơi một chút. Mình nghĩ là ổn mà. Phải vậy chứ, hai người bạn làm việc cùng với nhau. Không có biểu hiện tình bạn nào tốt hơn bằng việc giúp đỡ lẫn nhau hết đó. Giống chúng ta đúng không? Đương nhiên. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Luật lệ khi đi trên đường. Đi thôi, ba đi nào. Đi nào, nhanh lên. Thật là một ngày đẹp. Đúng vậy, công viên giải trí chắc chắn sẽ có rất đông người đến chơi đây. Ba mẹ ơi, nhanh lên đây. Được rồi, nếu chúng ta đã đi, hãy chơi thật vui nào. Yeah. Xuất phát. Suzy. Con phải thắt dây an toàn vào chứ. Suzy, nếu con không nghe lời, con sẽ bị ở nhà. Nó không thoải mái chút nào, con không muốn. Thôi nào. Con không nhúc nhích được. Bây giờ mọi người đã chuẩn bị cho cuộc vui chưa nào? Quang Hương. Ba mong họ sẽ không đi đến nơi giống chúng ta. Ba, khi nào ta mới đến nơi vậy? Chắc có chuyện gì xảy ra. Phải, chắc là xảy ra tai nạn. Haley, tình hình ngoài đó sao rồi? Tệ Bolly, cái xe kẹt cứng cả con đường. Đã rõ, cậu phụ trách phần giao thông. Tụi mình đang tới đây. Hãy giao cho mình Bolly. Anh thấy gì không? Hình như là một tai nạn nghiêm trọng. Anh nghĩ chúng ta phải đợi thêm một lát nữa. Hả? Đợi một chút nào. Được rồi, anh có thể đi. Anh ơi, em cũng muốn nữa. Đây. Em không với tới. Cố lên Suzy, em sẽ với tới được thôi. Hả? Vậy cho em. Nè nè Suzy. Nè. Thôi nào Suzy, trở về chỗ ngồi đi. Nè. Em muốn nó. Hả? Suzy, trời, con có sao không? Là tại anh. Kevin, sao? Không phải lỗi của con, là em ấy. Suzy, con hãy ngừng khóc đi nào. Xong hết rồi, tình hình sao rồi Haley? Mọi thứ diễn ra rất tốt Bolly. Nếu như vậy, chúng ta đi về thôi. Ok, làm tốt lắm. Bây giờ hết kẹt xe rồi, chúng ta sẽ tới kịp giờ thôi. Cần phải đi vệ sinh. Đợi được không, Kevin? Ở đây không có nhà vệ sinh. Không được. Nó sắp ra đến nơi rồi. Con không nhịn được nữa đâu. Được rồi, Kevin. Ba sẽ dừng ở đây. Có chuyện gì vậy? Kevin, không phải bên đó. Trường hợp khẩn cấp. Bolly xảy ra chuyện. Nãy thật là nguy hiểm Kevin. Còn có sao không Kevin? Dạ không. May mà tôi và Roy đã quen với những tình huống khẩn cấp như vậy. May mà không sao.
Là lỗi của tôi, là do tôi không nên đậu ở chỗ đó. Hay để tôi nhắc một chút về những điểm cần lưu ý về luật an toàn nha. Vậy thật là tốt, Polly. Thứ nhất, chúng ta phải nhớ luôn luôn xuống xe bên phía có vỉa hè. Sẽ rất nguy hiểm nếu như xuống ở phía mặt đường xe chạy, vì điều đó sẽ gây nguy hiểm. Thứ hai, chúng ta phải tuân theo luật là nhớ cài dây an toàn khi ở trên xe. Cho dù là ngồi ghế chính hay ghế phụ đều phải cài dây an toàn lại. Người lớn cũng phải tuân thủ theo. Thứ ba, nhớ rằng trẻ em luôn phải ngồi ở băng ghế sau, vì băng ghế trước là nơi nguy hiểm nhất nếu có tai nạn xảy ra. Thậm chí còn nguy hiểm hơn nếu để trẻ em ngồi lên người mình ở băng ghế trước. Khi không có dây an toàn bảo vệ thì tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra. Còn nữa, không nên đánh nhau hay chơi giỡn trên xe đang chạy, có được không? Vâng. Cảm ơn Polly. Chúng tôi sẽ nhớ. Công viên Brooms. Cuối cùng cũng tới rồi. Kevin, con sao vậy? Chuyện gì vậy? Bây giờ có an toàn khi ra khỏi xe không? An toàn. Con đi trước đi. Tập phim Phạm lỗi là chuyện bình thường. Chờ lâu không lê này. Có không? May quá, mình sẽ đưa cậu tới trạm sạc ngay bây giờ. Rồi, quay lưng lại, rồi móc vào ha. Xong rồi, chuẩn bị, chúng ta đi tới trạm sạc thôi. Stacy, Clearney đây. Tới rồi hả? Khoan đã. Cái gì đi? Sao? Hả? Sao nó lại ở đây? Posty. Mình không ngờ là cậu lại nhầm Clearney với cái thùng rác luôn đó. Mình quay lại đón Clearney đây. Ôi trời. Ta-da! Và đây là kiệt tác của mình. Tên nó là máy hút bụi phân loại giấy. Máy hút bụi phân loại giấy sao? Coi mình nè. Bật máy lên. Ta-da! Sao giấy bị nhăn hết rồi? Chắc là cậu thiết kế sai chỗ nào đó. Không, làm sao mà sai được chứ? Rốt cuộc là bị lỗi ở chỗ nào ta? Mình xin lỗi cậu, Clearney. Không có gì đâu, hiểu mà. Cảm ơn, mình đi đây. Ngày mới tốt lành nha. Tạm biệt. Tạm biệt. La 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 la. Ồ, Scooby kìa. Chào Scooby. Chào cậu Spooky. Mình nghe nói hôm nay cậu nhầm Clearney với một cái thùng rác phải không? Cậu nghe được ở đâu vậy? Mình mới nghe Posty nói. Chắc bây giờ cả thị trấn ai cũng biết hết rồi ha. Cái gì? Cả thị trấn biết sao? Lâu lắm rồi mình mới nghe chuyện mắc cười vậy á. Phải đó. Spooky. Hả? Mình mới nghe kể cậu nhầm Clearney với cái thùng rác hả? Vậy lần sau cậu tính kéo cái gì? Cái ghế, cái bàn hay là cây đèn xanh đèn đỏ? Nhớ kể cho mình nghe nha. Tạm biệt. Nè Posty, cậu đừng kể chuyện này nữa có được không? Sao vậy? Cậu có thích bị mọi người cười không? Nhất là khi cậu bị nhầm lẫn như vậy á. Nhưng mình chẳng bao giờ bị nhầm lẫn cả, vì mình đâu phải là Spooky gây họa đâu chứ. Spooky. Được rồi, giờ mình phải đi đây. Tạm biệt. Mình là Spooky gây họa sao? La 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 la. Lỗi của Spooky buồn cười chưa từng thấy. Không biết lần tới sẽ là gì. Mọi người đều đang chờ nghe câu chuyện tiếp theo. La 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 la. Hả? La 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 la. Lỗi của Spooky buồn cười chưa từng thấy.
không biết lần tới sẽ là gì. Mọi người đều ngóng chờ. La 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 la. À, gói hàng bị mất rồi sao? Lạ thật đó, rõ ràng con có bỏ vào mà ta. Có thể là con làm rơi ở đâu rồi. Không thể như vậy được, bao nhiêu năm nay con chưa bao giờ phạm lỗi. Vậy thì gói hàng đó ở đâu? Để xem. Tính sao bây giờ? Nếu không nhận được bản kế hoạch thi công đó thì chú sẽ không làm việc được. Có thể. Chờ con một chút. Chờ hả? Đâu mất rồi ta? Ở đây. Tìm được rồi. Tiếng của Posty. Posty! Thùng xe của mình bị kẹt rồi. Posty! Hả? Spooky? Chờ mình chút nha, mình sẽ xuống cứu cậu. Không, đừng xuống. Mình xin lỗi Posty. Trời ơi, mình đã nói rồi mà, bây giờ bị kẹt hết rồi tính làm sao? Posty, tụi mình có sao không? Không, làm ơn, làm ơn cứu giùm. Làm ơn cứu giùm đi. Sao đây? Wow, được rồi. Sao cậu sửa được vậy? Mình giao lại và phát hiện ra chỗ bị lỗi. Giờ thì mình đã hiểu câu thất bại là mẹ của thành công rồi. Mình lại thích câu làm nhiều quen tay hơn. Cũng đúng. Hả? Alo, đội cứu hộ. Hả? Cậu với ai? Gì vậy, Jin? Posty với Spooky mới vừa gặp tai nạn ở đường số 7. Xuất phát thôi. Sẵn sàng. Haley, cậu tới đó trước, xem thử có chuyện gì. Được thôi. Cứu bọn mình với. Cứu. Anh nghe thấy không? Cứu. Tìm được rồi. Mình đây. Spotty. Cookie. Cứu. Haley. Yên tâm đi. Đội cứu hộ đang tới. Mình đi. Mau cứu bọn mình lên đi. Nhanh lên bọn đi. Rồi, phải dùng tới cái móc của cậu. Mình leo xuống phía dưới. Được thôi. Hả? Chắc là được. Rồi, thả móc xuống đi. Tới liền đây.
Sắp được rồi. Tránh thêm một chút nữa thôi. Xong rồi rồi. Kéo lên đi. Thoát rồi. May là không ai bị gì. Mà sao tự nhiên hai cậu bị kẹt ở đó vậy? Là vậy nè, gió lớn quá. Rồi mình đã bị làm rơi một gói hàng. Không, thư của mình. Thôi mà. Bây giờ mình phải làm sao đây? Thì phải lượm chúng lên thôi. Nhưng sẽ hơi mất thời gian. Mình có ý này hay lắm. Chào mình chút nha. Ta-da. Wow, hay vậy. Nhìn chúng ngăn nắp quá. Xong rồi đó. Cảm ơn mọi người. À Spooky, cho mình xin lỗi vì đã trêu chọc cậu nha. Không có gì đâu. Mình cười cậu là người gây ra họa, nhưng mà mình mới chính là người gây ra họa. Mình xấu hổ quá. Posty, không việc gì phải thấy xấu hổ hết. Đúng vậy đó, ai cũng sẽ có lúc bị nhầm lẫn mà. Đúng rồi. Nhìn mình đi, có ngày nào mà mình không gây ra chuyện. Nhưng mà Spooky nè, cậu có kể với mọi người chuyện hôm nay không vậy? Nếu như cậu không muốn thì mình không kể. Cậu tuyệt quá Spooky. Nhưng mà có thể cho mình kể lại chuyện mình kẹt ở đây không? Mình thấy chuyện đó cũng vui lắm chứ bộ. Ôi không, đừng mà. Mình không muốn bị trở thành người gây ra tai họa đâu. Mình cũng vậy. Tốt nhất là không nên nói cái gì hết. Mục tiêu, Bully và những người bạn. Tập 14, chơi đùa an toàn trong khu vực núi. Jin, xong hết rồi. Tất cả tín hiệu đã được chuẩn bị xong. An toàn tuyệt đối. Mình cũng không thấy có tổ ong hay là rắn ở quanh đây. Cảm ơn mọi người nhiều. Giờ thì tụi nhỏ có nơi an toàn để chơi rồi. Jin, sẵn sàng đi tìm kho báu thôi. Được thôi. Hayley, thôi nào, như vậy thì dễ quá. Truy tìm kho báu sẽ chỉ thú vị khi cậu phải tập trung đi tìm một thứ gì đó mà thôi. Mình biết rồi. Nếu ổn rồi thì tụi mình đi tuần đây. Được rồi, cảm ơn nhiều. Thật đó. Mình đâu quá. Có một con thỏ. Thật sao? Lúc nào cũng bị gạt. Cái gì? Peter, trả lại đây. Không trả. Xúc xích này ngon lắm. Mình phải ăn hết. Trả cho mình. Được rồi, sẵn sàng đi tìm kho báu với các em. Kho báu nằm trong khu vực này. Không ai được bỏ đi xa hết. Có biết chưa? Dạ. Cậu nghĩ nó ở đâu? Johnny, dấu vết quá rõ ràng rồi. Tìm được thôi. Bên cũng có nè. Peter, họ tìm được rồi kìa. Yên tâm đi Johnny. Tụi mình chung đội mà. Mình là chuyên gia tìm kho báu. Người ta luôn giấu chúng ở những nơi này nè. Bớt bớt đi. Chỉ là hòn đá thôi. Sao lạ vậy? Nhìn giống như gợi ý lắm mà. Coi nè, tìm được rồi. Không biết có gì trong này. Chắc đây là cách duy nhất để tìm rồi. Cái gì vậy? Là một cái nơ. Dễ thương quá Johnny. Johnny, mình sẽ đổi bánh để lấy cái nơ. Được thôi, cảm ơn xin đi. Sao? Hai cậu đâu có được đổi như vậy đâu. Peter, tìm được gì cơ? Cậu ấy chỉ tìm được có một hòn đá thôi. Cậu ấy nói mình là chuyên gia. Nhưng dĩ nhiên mình không cần nó. Cứ chờ nó đi.
mình sẽ tìm được kho báu đẹp hơn hai cậu. Ở đây cũng không có gì hết. Họ đem giấu đi đâu rồi ta? Hay quá, vừa đúng lúc luôn. Đã nói mình là chuyên gia rồi mà. Chắc chắn là ở trong đó đang giấu giải thưởng gì thú vị lắm. Đúng rồi. Cứu, làm ơn cứu với. Mình kiểm tra cabin xong rồi. Mau quay lại thôi. Có ai nghe thấy không? Hả? Cứu. Cậu nghe gì không? Là Peter. Ơi không, làm ơn đừng gãy mà. Peter. Rồi. Em không sao chứ? Suýt nữa là có chuyện thật rồi. Em xin lỗi chị nhiều lắm. Em không nên tách khỏi các bạn khi vui chơi ở khu vực còn quan sơ, vì có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngoài ra khi vào khu vực không rõ, có thể em sẽ gặp những động vật hoang dã chưa được thuần hóa. Và không được hái hay ăn bất cứ thứ gì mọc trong rừng, vì có thể bị trúng độc. Thiên nhiên có rất nhiều thứ xinh đẹp cho chúng ta ngắm, nhưng cũng rất dễ bị đi lạc, nên lúc nào cũng phải đi theo người lớn. Hiểu không Peter? Dạ em hiểu rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn nữa. Hôm nay đi chơi vui ha. Peter, cậu có tìm được gì không? Có chứ sao không. Mình cũng chưa mở nó ra nữa nè. Cùng xem nào. Sao kỳ vậy? Chả có gì. Sao mà không có gì ở trong này hết vậy? Một người bạn ở dưới nước. Kích cỡ này là không vừa rồi. Chào buổi sáng. Hả? Chào buổi sáng. Ê, cậu đang làm việc rất chăm chỉ đó. Kính diễn giọng, dùng để dòm vật ở xa. Wow. Trông thật là tuyệt vời đó Jin à. Đúng vậy, nhưng mà có một vấn đề. Mình đang sử dụng những thứ không cần thiết trong trạm cứu hộ để làm kính, nhưng mà mọi thứ thì lại không tốt cho lắm. Cậu đừng lo, mình sẽ tìm giùm cậu những gì cậu muốn. Chắc chắn sẽ có ích đó. Thật sao? Cảm ơn Hayley. Mà nè, Roy đã đi đâu vậy? Roy đi đến cảng để kiểm tra các thiết bị chữa cháy. Và cậu ấy cũng sẽ tới đó để gặp bạn của cậu ấy, Marin. Minh Minh, dừng lại đi. Mình biết là cậu đang ở đó mà. Đi ra đây coi. Marin! Roy! Cậu có một chuyến đi an toàn chứ? Tất nhiên! Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Mình xin giới thiệu người bạn đã đi cùng với mình. Bạn sao? Ở đâu? Minh Minh, xin chào! Đây là bạn của mình, tên Roy. Wow! Một chú cá heo! Minh Minh, không sao đâu. Cậu ra ngoài đi. Mình đoán là cậu ấy sợ mình đó. Không, Minh Minh chỉ nhút nhát chút thôi. Nếu như cậu tới gần hơn thì cậu ấy sẽ hát cho cậu nghe. Không biết là hát bài gì đây. Mình thích lắm. À, mình có thể giới thiệu Minh Minh cho đội cứu hộ làm quen không? Tất nhiên rồi. Wow, dễ thương quá. Xin chào, mình là Amber. Mình là Polly. Còn mình là Jean. Mình là Hayley. Cái gì? Cậu ấy trốn rồi. Mình đoán là Minh Minh thật sự rất là nhút nhát. Nhưng mình nghe nói là cậu ấy sẽ hát khi chúng ta tới gần hơn. Thật sao? Minh Minh, chúng ta là bạn
thùng quá. Xin lỗi Miên Miên, mình không có ý làm phiền cậu. Hả? Hả? Oh. Miên Miên. Mình không biết cậu có sử dụng cái này được không, nhưng mình tìm thấy mấy cái này. Wow, Haley, cảm ơn cậu nhiều lắm. Có vẻ như mọi thứ đều rất hữu ích. Mình cảm thấy vui lắm. Nè các cậu. Hả? Bully. Khuya như vậy rồi các cậu còn đang làm gì ở đây vậy hả? Mình nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng làm xong kính diễn giọng. Bởi vì mới nãy Haley mang đến cho mình nhiều thứ hữu ích lắm. Không có gì mà Haley không thể tìm thấy được. Đúng vậy. Haley, khi mình làm xong cái kính, mình sẽ cho cậu sử dụng đầu tiên. Quan hô, với cái kính này thì mình có thể nhìn thấy Miên Miên từ xa rồi. Hả? Miên Miên? Ừ, Miên Miên phun nước vào mặt mình nên mình không thể lại gần cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cảm thấy sợ mình. Có lẽ không phải vậy. Lý do Miên Miên phun nước có thể là vì cậu ấy đang thở mà thôi. Đúng vậy. Nè, cá heo khác với các loài cá khác, vì vậy nó cần không khí để thở. Khi nó thở thì nước sẽ chảy ra cùng lúc luôn. Cũng có thể là vậy, nhưng không có cách nào để đến gần cậu ấy hơn. Nếu gặp thường xuyên thì cậu có thể đến gần hơn. Đúng vậy đó Haley, cần phải có thời gian. Mình thật sự rất muốn Miên Miên hát cho mình nghe. Mình ngủ ngon quá Miên Miên, cậu ngủ có ngon không vậy? Ủa? Miên Miên, Miên Miên, cậu sao vậy? Cậu bị bệnh có phải không? Cuối cùng thì mình cũng đã làm xong kính diễn giọng rồi. Wow, điều đó thật tuyệt vời. Haley, hả? Cậu sử dụng đầu tiên đi. Thật sao? Wow, mình thấy rồi. Nào. Wow, mình có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mà không bị che khuất. Cậu thật tuyệt vời đó, Jin. Không có gì hết. Hả? Jin của đội cứu hộ nghe đây. Jin, mình cần giúp đỡ. Marin, có chuyện gì? Miên Miên, hình như cậu ấy bị bệnh. Cái gì? Miên Miên bị bệnh sao? Mình nghĩ chúng ta nên đưa Miên Miên tới bệnh viện. Các cậu có thể tới giúp Miên Miên được không? Tất nhiên rồi, mình sẽ cho đội cứu hộ tới đó ngay. Miên Miên, cố lên nha. Đội cứu hộ sẽ tới sớm thôi. Miên Miên. Miên Miên. Miên Miên. Marin, giúp mình đi. Miên Miên bị chìm xuống dưới biển rồi, không thấy cậu ấy nữa. Cái gì? Chúng ta phải tìm cậu ấy ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải tìm thấy Miên Miên trước khi có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Marin, đừng có lo lắng, tụi mình sẽ đi cứu Minh Minh đây. Bully, hãy sử dụng kính viễn vọng. Mình nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn thấy được vị trí của Miên Miên. Được rồi, vậy cậu mang kính viễn vọng tới đây đi. Được rồi. Đợi Haley trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu Minh Minh. Được rồi.
sẵn sàng rồi. Rồi, mình biết rồi. Các cậu. Heli. Tìm thấy rồi. Miên Miên đang dựa vào tảng đá. Được rồi, cậu hãy đánh dấu vị trí chính xác. Được rồi. Miên Miên. Xong rồi nè Polly. Rồi, cậu cái lồng cứu hộ xuống. Mình làm đây. Cậu xuống. Chút nữa. Đúng rồi. Ôi không, Miên Miên không muốn vào trong lồng cứu hộ. Cái gì? Mình nghĩ Miên Miên đang sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Miên Miên không vào trong đó? Minh Minh, cô đừng có sợ nha. Tụi mình sẽ cố gắng cứu cậu. Đúng đó Minh Minh, xin hãy vào trong. Tin tưởng chúng mình đi. Miên Miên, đi vào đi. Miên Miên. Làm ơn. Miên Miên. Miên Miên, cậu vào trong đi. Vào rồi, Miên Miên vào rồi. Miên Miên. Bây giờ mình sẽ nâng lên. Marine, đừng có lo lắng, tụi mình sẽ đưa Miên Miên tới bệnh viện an toàn. Cảm ơn mọi người. Rồi, sẽ chăm sóc cho Miên Miên thật tốt. Đừng lo lắng. Được rồi, chúng ta đi thôi nào. Được. Polly, Miên Miên đã khỏe lại rồi. Miên Miên, chúng mình rất vui mừng. Miên Miên khỏe mạnh trở lại là nhờ vào các cậu. Giờ cậu ấy cảm ơn các cậu đó. Sao mọi người có thể vứt rác lung tung ở trên biển vậy? Đúng vậy, vẫn còn có rất là nhiều động vật giống như Miên Miên đang sống ở dưới biển. Để cái này ở đây thì mình tin rằng sẽ không có ai vứt rác lung tung xuống biển nữa. Và tụi mình sẽ yêu cầu những người ở trong thị trấn phải bảo vệ biển và phải yêu thương động vật. Cảm ơn mọi người. Miên Miên, đừng để bị bệnh nữa nha. Wow. Miên Miên đang hát đó. Wow, bây giờ chúng ta đã là bạn của nhau rồi đúng không? Hả? Mình nghĩ bài hát của Miên Miên nghe hơi lạ tai một chút đó. Không chỉ lạ tai thôi đâu, cậu ấy thật sự hát rất là khủng khiếp. Vậy thì đỡ hơn mình rồi, các cậu chỉ nghe có một lúc thôi. Nhưng mình phải nghe suốt đường đi tới lúc cập bến đó. Cái gì? Bộ phim Polly và những người bạn. Tập phim Peter làm lính cứu hỏa trong một ngày. Các em nhìn nè, em kéo chút an toàn ra, hướng dò nước về hướng nam cháy và bóp đòn bẩy để phun nước. Giờ thử nào. Cái chốt không chịu ra. Peter, chúc mừng em đã trở thành lính cứu hỏa. Wow, tuyệt vời. Yeah. Wow, trông anh như là một lính cứu hỏa. Ba tự hào về con trai. Thầy sẽ tìm một nơi tốt để đặt bình chữa cháy này. Đừng tìm mẹ ơi, nơi an toàn trong nhà chính là trong tay của con đây. Con nói đúng, để cho con tự tìm cách đi em. Hả? Ôi chị, rụng. Ôi con. Mọi người an toàn. Có thấy con giống một lính cứu hỏa không? Giống. Peter, con đã làm rất tốt đó. Anh mình là tuyệt nhất. Khoan nào bớt đi, lùi lại, nguy hiểm đó. À,
an toàn rồi. Hả? Đó là Peter. Ôi trời, con có tưởng là cháy chứ. Ôi trời, con là mẹ sợ quá. Hả? Áo của mình cháy rồi. Hả? Cái gì vậy? Lẽ nào ba ơi, con ở đây nè, để con. Peter, không có cháy đâu. Hay à. Ôi, món thịt nướng thơm quá. Anh yêu, món thịt xong chưa? Thịt sắp chín rồi. Hả? Con cháy. Cháy. Xem đi xíu. Peter, con làm gì vậy? Con vừa dập ngọn lửa nè. Peter làm hư món thịt nướng của con rồi. Peter, ngọn lửa lúc nãy không hề nguy hiểm, chỉ chút mỡ tiếp xúc với than thôi. Đúng vậy đó, là chuyện bình thường khi con nướng thức ăn thôi mà. Mẹ, chính những suy nghĩ không sao này sẽ dẫn tới một đám cháy nguy hiểm lắm đó. Và đây cũng là lần cuối cùng. Ba sẽ giữ nó. Peter. Ba, không. Hả? Nó phải ở đâu đó quanh đây. Ồ, thấy rồi. Ha ha. Ai da. Cái gì vậy bắt đi? Hả? Trái. Trái rồi. Sao cái bình không dùng được vậy nè? Bắt đi, có chuyện gì vậy? Đó. Ba. Peter. Gì vậy Jean? Thôi, cậu hãy chạy tới nhà Peter nhanh lên, đang có đám cháy ở gara đó. Mình biết rồi. Rồi. Có ai bị thương không? Không, mọi người không sao. Để con xem ngọn lửa, mọi người tìm chỗ nào an toàn trú trước đi. Được rồi. Cảm ơn rồi. Ngọn lửa đó có thể thiêu rụi căn nhà. Xin lỗi mọi người, nhưng bình chữa cháy này không sử dụng được. Peter, em cho anh xem cái bình được không? Dạ được rồi. Nói anh nghe nào, em vẫn luôn sử dụng hả? Em luôn dùng khi tưởng có cháy. Peter, bình chữa cháy thông thường không thể xài nhiều lần được. Khi bình chữa cháy xài nhiều lần, ga bên trong sẽ cạn và áp suất sẽ giảm, nên sẽ không phun ra được gì. Em phải kiểm tra bình chữa cháy thường xuyên để xem nó có đủ áp suất hay không. Cách tốt nhất là đặt bình chữa cháy ở cạnh lối thoát hiểm để dễ tìm thấy. Để sử dụng được bình chữa cháy, phải kéo chốt an toàn, đứng ngược chiều hướng gió và hướng thẳng vòi nước vào đám cháy. Sau đó bóp tay cầm để dập tắt ngọn lửa. Peter, em rất dũng cảm khi cố gắng xài bình chữa cháy để dập lửa. Nhưng đi tránh ngọn lửa mới là cách em nên làm. Anh nói đúng rồi. Vui nào Peter, con đã cố gắng để bảo vệ gia đình an toàn. Dạ, đúng vậy. Được rồi. Bây giờ đổi cái bình cũ cho anh để lấy bình mới nè. Tuyệt, bình chữa cháy mới. Và nó sẽ phải được giữ cẩn thận. Con hứa lần này sẽ không làm bậy. Ai cao hơn? Giờ là lúc chui qua gầm cầu. Ô, là Titan. Titan. Ủa, cậu đang đi đâu vậy? Chào Terry, mình đang trên đường đến nơi làm việc của chú Builder. Mình cũng đang đến đó, vậy đi cùng nhau nha. Được thôi. Xin chào chú Builder. Con chở đồ tới đây cho chú nè. Xin chào hai đứa, cảm ơn đã tới đây. Xin chào mọi người. Wow, Titan, cậu là một chiếc xe tải khổng lồ. Mình nghĩ Terry là chiếc xe tải lớn nhất ở trong thị trấn. Nhưng bây giờ mình nghĩ Titan còn lớn hơn Terry nữa. Cậu nghĩ mình lớn lắm sao? Bruno, cậu không thấy hôm nay Terry không chở theo cái thùng container như bình thường hay sao? Nếu không thì cậu ấy đã lớn hơn rồi. Đúng vậy. Cậu đang nói gì vậy? Nói rằng là Titan lớn hơn nhiều mà, có phải không chú Builder?
cũng được. Họ trông khá giống nhau. Chúng ta đừng nói đùa nữa, quay trở lại làm việc có được không vậy? Dạ. Cậu nói Khai Thành là xe tải lớn nhất ở trong thị trấn này hả? Đúng rồi đó, mình thấy hai người họ đứng cạnh bên nhau. Và Titan rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Cậu nói sai rồi, Terry lớn nhất trong thị trấn. Nè Lipty, mình ví dụ cho cậu hiểu nha. Nhìn Max lớn hơn mình phải không? Thực tế thì không nha, Terry và Titan cũng như vậy thôi. Gì? So sánh như vậy không có được đâu. Cậu nên lấy người khác làm ví dụ đi, như Smokey. Cái gì? Mình không phải là người yếu đuối hơn cậu ấy. Lấy Clinny làm ví dụ đi, cậu ấy nhỏ bé hơn chúng ta. Smokey, cậu nghĩ rằng cậu lớn hơn mình sao? Đúng rồi Clinny, cậu là người nhỏ nhất trong thị trấn này còn gì. Nhìn bên phải đi, nếu cậu đang tìm người nhỏ nhất thì đó là Lipty á. Sao? Mọi người đều biết là Bosty là người nhỏ nhất trong thị trấn này mà. Tính theo thứ tự kích thước, Titan là xe lớn nhất, tiếp theo là Terry, kế nữa là mình, rồi tới Max, tới Spooky, tới Clinny, rồi tới Lipty. Vậy chứ? Nhưng mình đúng mà. Cậu nói sai. Mình nói đúng. Vì vậy, bắt đầu với việc so sánh Terry hay Titan ai lớn hơn, bây giờ các cậu muốn đo để tìm ra kích thước của mọi người sao? Đúng vậy. Vì điều này đã gây ra rất nhiều tranh luận giữa mọi người. Chúng ta cần phải đo chính xác kích thước của mọi người mới được. Đúng vậy. Tại sao Bruno và Lipty không đi cùng với các cậu vậy? Bởi vì Bruno và Lipty đã đi kêu Terry và Titan tham gia cùng chúng mình. Đây là cơ hội tốt nhất để tìm ra ai là người lớn nhất luôn. Bây giờ chỉ cần đo kích thước của ba chúng mình trước. Dưới cái nhìn của mình thì mọi người nói Max lớn hơn mình. Ngay cả Clinny cũng nói Max có lợi thế về kích thước hơn mình. Mình không nói vậy. Chính cậu nói mình là người nhỏ nhất trong thị trấn này mà. Với lại, bất cứ ai cũng có thể nói rằng mình lớn hơn cậu. Cái gì? Các cậu hãy bình tĩnh. Lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì cũng không phải là lý do để cãi nhau. Đúng vậy, vì tất cả các cậu đã hỏi rồi nên giờ bắt đầu thực hiện đo kích thước luôn đi. Phải, mình biết phải làm gì rồi. Titan, đi thôi nào, để cho họ thấy cậu lớn như thế nào đi. Mình thật sự không có thời gian cho những trò chơi trẻ con này. Vậy là cậu muốn cho mọi người nghĩ rằng Terry lớn hơn cậu nhiều hay sao Titan? Mình không thích nghe những lời như vậy, không thích. Hả? Titan muốn so sánh kích thước với mình để làm gì chứ? Sao họ có thể so sánh cậu với Titan được chứ? Điều này nghe có vẻ kỳ lạ thiệt. Sao họ rảnh rỗi đi nói như vậy hả? Nếu họ nói Titan lớn hơn cậu thì cậu chấp nhận không? Rõ ràng là Titan lớn hơn nhiều. Nghe những lời này thấy không được thích lắm. Được rồi, hãy đi kiểm tra xem cậu lớn đến mức nào để họ không thể so sánh cậu với Titan nữa đi. Được rồi, nhưng đang thiếu thùng container. Mình muốn họ thấy xe tải hạng nặng trông có vẻ như thế nào. Đúng rồi, đi lấy đi Terry. Đã sẵn sàng chứ? Rồi. Bắt đầu đo nào. Max có chiều cao cao hơn Spooky. Cái gì? Điều này không đúng. Mình đã nói rồi, mình lớn hơn cậu nhiều mà không tin. Tiếp theo là Clinny. Bắt đầu thôi. Spooky, cậu không thể ngẩng cao lên như vậy. Spooky và Clinny có kích thước bằng nhau. Vậy bằng hả? Nhau. Thật tiếc. Mình không biết Spooky và Clinny có chiều cao bằng nhau luôn đó. Đúng vậy. Chắc là cậu đã phát triển khá nhiều. Cái gì? Cậu đã sẵn sàng cho việc này chưa? Lúc nãy họ còn nói rằng mình là người có kích thước nhỏ nhất trong thị trấn này nữa. Nhưng rõ ràng là Bosty nhỏ hơn mình một chút xíu mà. Ý là chúng ta nên chứng minh cho mọi người thấy đúng không? Không chỉ mình, mà đây là niềm tự hào của tất cả chúng ta, những người đang làm việc tại cảng biển đó. Chúng ta sẽ ổn thôi. Mọi người đang chờ chúng ta, nhanh lên nào. Lipty, dừng lại. Có chuyện gì? Thùng container bị kẹt lại rồi. Cậu có thể giải quyết chuyện này mà phải không? Cậu hãy cúi xuống chút đi. Không được đâu, mình quên là khi mình chở theo thùng container thì không thể chạy qua dưới gầm cầu này được. Thôi, có lẽ là họ sẽ không đến đâu. Không, họ
họ đến rồi. Chào cậu. Ê, Lipty và Terry đâu rồi vậy? Họ còn chưa tới đây nữa. Nếu cứ tiếp tục đợi như vậy, không biết họ có tới hay là không nữa. Đúng vậy. Hả? Lipty, các cậu đang ở đâu? Có chuyện khẩn cấp rồi. Chuyện gì vậy Lipty? Chúng mình đang lái xe và Terry bị mắc kẹt ở dưới gầm tàu rồi. Tới nhanh lên đi. Có cái gì vậy? Nghe rồi đó, đội cứu hộ mà di chuyển đến đó ngay. Được rồi. Container bị kẹt rồi, mình không thể nhúc nhích gì cả. Chờ một chút, tụi mình sẽ giúp cậu. Lipty, cậu vui lòng di chuyển qua bên kia. Thôi được rồi, Bully. Ôi trời, không có chỗ trống nào cả. Không dễ dàng đưa cậu ấy ra ngoài đâu. Cậu nói đúng, chúng ta phải tạo thêm không gian bằng một cách nào đó. Các cậu, nếu chúng ta làm lớp xe của Terry xì hơi thì có được hay không? Nếu vậy chúng ta có đủ không gian để làm việc. Như vậy chúng ta có thể lấy thùng container xuống và kéo thùng container ra khỏi gầm cầu. Cậu nói đúng. Sau đó chúng ta sẽ cần bơm lại lớp xe cho Terry là được rồi. Đúng là một kế hoạch rất tuyệt vời. Amber và Haley, hai người làm xì hơi bánh xe đi. Rồi và mình sẽ kéo thùng container ra ngoài. Được rồi. Xong rồi, Polly. Rồi, bây giờ lấy thùng container ra ngoài. Mình biết rồi. Bắt đầu. Nâng lên. Bây giờ bơm cứng lại lớp xe nào. Đã xong hết rồi. Mình cảm ơn nhiều. Yeah, được rồi. Harry đã ra được. Rồi, hai cậu đã sẵn sàng chưa? Rồi. Harry, mình nghĩ là cậu nên để thùng container lên rồi mới không đi. Không có sao đâu mà. Mình muốn đo công bằng với Titan. Đúng, đi thôi các cậu. Chiều cao của hai cậu gần như nhau. Phải, cách nhau một quả trứng cá thôi. Cách nhau một quả trứng cá sao? Bây giờ các cậu có hài lòng chưa vậy? Rồi. Nhưng các cậu, mình nghĩ là không nên so sánh như vậy đâu. Cậu nói đúng. Phải, tốt hơn hết là đừng so sánh bản thân với bạn bè của mình. Đúng vậy, nếu mọi chuyện đi quá xa thì sẽ có người cảm thấy bị tổn thương. Có thể khiến cho ai đó cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Xin lỗi Terry và Titan nha. Mình không nên so sánh hai cậu như vậy. Nếu không bị kẹt, mình sẽ chở thêm thùng container. Nhưng mình rất vui khi biết được chiều mình cao. Mình vậy. Ai vậy hả? Busty. Ai nói mình là người nhỏ nhất ở trong thị trấn? Nói cho mình biết ai đã nói như vậy. Lipty hả? Đúng không? Mình xin lỗi Busty. Mình không cố ý làm cậu tức giận đâu. Mình không thấy tức giận đâu. Mình chỉ muốn xem ai lớn hơn mà thôi. Không, mình không muốn so sánh với ai nữa đâu. Cậu đang nói về cái gì vậy? Cậu, mình đi đó liền. Quay lại đây. Sao cậu lại chạy trốn?